Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hiện bây giờ là tối ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ ở Việt Nam. Cho nên bước qua là ngày thứ bảy là cuối tuần rồi. Bây giờ là khoảng 7 giờ tối giờ Cali. Thì trước hết Thuần hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ. Và Thuần cũng muốn dành một cái thời gian ngắn để mà chia sẻ một số những thông tin được ngày hôm nay với các bạn. Rồi chúng ta sẽ bước vào cuối tuần. À, thì đầu tiên hết á, chúng ta sẽ nhìn vào à, tình hình chứng khoán của Hoa Kỳ thì kết thúc ra sao các bạn kết thúc ngày hôm nay là một màu đỏ chúng ta nhìn thấy là chỉ số Nasdaq lại giảm 1.01% S&P 500 thì giảm 0.77 và Dow Jones giảm 0.65 Chúng ta có thể thấy được đây là cái sự giảm trong cái sự tăng trưởng 8 tuần qua rồi Thật ra Nasdaq đã tăng liên tục 8 tuần nhưng mà tuần này đã ngưng không tiếp tục tăng trưởng nữa các bạn Mà đã có một cái sự điều chỉnh xuống Nói chung thì cả hai chỉ số chứng khoán lớn ở Hoa Kỳ là S&P 500 và Nasdaq Đều đã có cái sự tăng trưởng rất là nhiều từ năm tới bây giờ rồi Nasdaq tuy hôm nay kết thúc rồi xuống 1.01% nhưng mà các bạn thấy được là từ đầu năm tới bây giờ đã tăng 28.91% và chúng ta nhìn vào S&P 500 thì sao các bạn? S&P 500 đó thì từ đầu năm tới bây giờ đã tăng 13.25 rồi. Đây là những con số mà có thể như bà nào mà đầu tư crypto cảm thấy là không có gì gọi là nổi bật hết nhưng mà thật ra rất là nổi bật các bạn tại vì chúng ta nên hiểu là những chỉ số lớn như thế này đó thì trung bình tăng trưởng chỉ có 8 tới 10% một năm mà thôi nhưng mà trong khi chỉ nửa năm đầu tiên của năm nay đã có sự tăng trưởng 28% rồi. Tuy nhiên chúng ta thấy được là cái sự tăng trưởng đó từ một cái mức rất là thấp trong năm vừa rồi khi mà chứng khoán à, liên quan tới công nghệ đó rơi tức là tơi tả năm vừa rồi. Hôm nay đã có một cái sự hồi phục và chúng ta cũng đã thấy điều tương tự xảy ra liên quan tới crypto. Nhưng mà trước hết á, thì chúng ta hãy nói tới thị trường dầu đi. Hợp đồng dầu đã kết thúc ở mức là 69 đô 50 cent thì cũng là mức rất là thấp các bạn. Hợp đồng vàng ở mức luôn 1930 đô cho một ounce vàng thì cũng đã giảm một chút xíu các bạn. Chúng ta thấy được là giá vàng gần đây xoay quanh mức là khoảng 1945 thì bây giờ mức giá này đã giảm thêm một chút xíu rồi. Đương nhiên chúng ta không có pre market tại vì ngày mai là cuối tuần. Chúng ta hãy nhìn vào crypto thì sao các bạn BTC tiếp tục có một cái sự tăng trưởng ngày hôm nay Và cách đây vài tiếng đồng hồ ra giá đã lên tới mức là 31.400 đô Nghĩa là cái mức cao nhất trong năm nay các bạn Chúng ta được là giá sau đó đã có một cái sự điều chỉnh xuống ở mức là 30.622 đô Nhưng mà chúng ta vẫn thấy BTC sau khi mà có một cái sự tăng trưởng nhanh từ thời điểm là ngày 15 tới bây giờ các bạn, ngày 15 tới bây giờ là khoảng chừng 8 ngày. Lúc đó giá BTC chỉ có 24.800 đô mà thôi thì chúng ta thấy được là giá đã tăng liên tục tới thời điểm bây giờ đó 8 ngày sau đó đã tăng 23% rồi, phần trăm tăng trưởng không hề nhỏ và giá BTC bây giờ vẫn trụ được ở mức là hơn 30.000 đô. Nếu các bạn nhìn vào crypto bubble tôi sẽ trong vòng 24 giờ qua chúng ta vẫn thấy có nhiều màu xanh xuất hiện. Trong vòng một tuần qua các bạn thấy là thật ra đã nhiều altcoin cũng đã có sự tăng trưởng và còn nhiều hơn cả BTC. BTC trong vòng một tuần qua chỉ tăng có 16% thôi các bạn Nhiều altcoin tăng cái phần trăm cao hơn Nhưng mà nhiều bạn thì đương nhiên vẫn cảm thấy là không được vui tại vì Tuy là cái phần trăm tăng trưởng cho một tuần qua đã cao hơn BTC Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào BTC cái mức hiện bây giờ Đã cao hơn cái mức mà trước khi SEC để đơn kiện Coinbase và Binance coi như là chúng ta thấy là BTC giá đã hồi phục lại và coi như chưa chuyện gì xảy ra trong khi nhiều altcoin bây giờ mức giá vẫn thấp hơn cái mức à, trước khi mà SEC đây đợi đơn kiện Coinbase và Binance cho nên điều đó thường cũng hiểu cho nên là ta cũng nhìn thấy được rất rõ ràng khi nhìn vào một tháng qua thì các bạn thấy được là phần lớn những altcoin là màu đỏ có những đồng lớn như là Cardano giảm rất nhiều các bạn 18% trong vòng một tháng qua Matic cũng như vậy giảm 21% Hex giảm 50% và 20% vân vân và chúng ta nhìn vào tình hình của thị trường nói chung đó thì hôm nay chúng ta có sự tăng trưởng là 1.7% trong vốn hóa hơn 1 nghìn tỷ và chúng ta được trong vòng hai bốn nhiều qua thì đã có nhiều altcoin cũng đã có một cái sự tăng trưởng nhẹ cùng với lại BTC. Nhưng mà nói tới BTC đó thì hiện bây giờ chúng ta vẫn chưa có một cái sự rõ ràng liên quan đến những cái lệnh đòn bẩy các bạn. Tại vì chúng ta đã biết là cái sự tăng trưởng gần đây của BTC là phần lớn đến từ mua spot chứ không phải là liên quan tới là những lệnh đòn bẩy bị thanh lý. Tới bây giờ cho dù đã có một cái sự tăng trưởng nhanh nhưng mà các bạn thấy là nếu như mà chúng ta nhìn vào cái chỉ số long và short đó, trong vòng một giờ qua thì các bạn thấy được là vẫn gần như bằng nhau 53% là nghiêng về long và phần còn lại là short tuy là nghiêng về long nhưng mà các bạn thấy sự chênh lệch không bao nhiêu nhất là khi các bạn nhìn vào cái thời gian xa hơn như là 4 giờ qua như bạn nhà các bạn thấy được 50 với lại 49%. Chúng ta nhìn thấy được là trong vòng 2 4 giờ qua thì cũng như vậy, 50 giờ 49.15%. Nói chung bây giờ chúng ta không có thấy một sự rõ ràng nào hết á. Mọi người trader bây giờ hầu như là 50 50 các bạn, có người nghĩ là tăng lại có người nghĩ là giảm. Nó không có nghiêng về một bên nào rõ ràng hiện bây giờ nhưng mà chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái thông tin ở bậc đi thì trước hết thuận có làm một cái video video này cũng đã được một bạn nhắc tới trong comment cho nên thuận muốn chia sẻ lại. Nhưng mà các bạn thấy được là video này đã làm cách đây 5 tháng rồi, video 1 năm 11 hoặc 2 liên quan tới tại sao đầu tư lại quan trọng thì Thuận sẽ soạn lại video này và sẽ đăng ngày mai Thuận muốn soạn lại để cho nó so đậm hồ chút Nhưng mà các bạn thấy được là trong video này đó, Thuận đã có một câu hỏi với các bạn trước đây 5 năm là cho dù năm nay giá dao động như thế nào Nếu BTC kết thúc năm nay trong phạm vi 25.000-30.000 bạn sẽ happy bạn sẽ sát hay là bạn không quan tâm vẫn tiếp tục DCA thì các bạn thấy là phần lớn cộng đồng thông capital đó nghĩ là nếu như chúng ta thấy được cái mức giá từ 25 tới 30 000 thì các bạn sẽ vui Bây giờ chúng ta đã mức giá rồi, các bạn có vui hay là không? Các bạn hãy comment ở bên dưới Tôi nghĩ là vui không không thì uh, tùy theo là các bạn đang lưu trữ BTC hay là altcoin Tùy theo là các bạn đang áp dụng chiến lược gì Đối với những bạn mà vẫn đang tiếp tục DC thì thấy giá tăng cũng vui nhưng mà cũng có cái sự buồn trong đó là giá tăng thì cùng một số tiền mua được ít BTC hơn uh, Cảm thấy được là thời gian trung bình giá đã bị rút ngắn lại các bạn hãy comment cảm nghĩ của mình ở bên dưới Hôm nay đó thì chúng ta không có cái thông tin nào liên quan tới công ty lớn nào để đơn để có quỹ Bitcoin Spot ETF nữa Nhưng mà chúng ta lại có một thông tin rất là thú vị các bạn Thì đây là một cái Bitcoin ETF nhưng mà đây là một cái Bitcoin Futures ETF Điều thú vị hơn đó, đây là một cái ETF đòn bẩy các bạn SEC vừa chấp thuận 2x Leverage Bitcoin Futures ETF có tên là Volatility Share Trust và đây là một cái ETF đòn bẩy dựa trên giá của semi futures, điều mà nhiều người xôn xao bây giờ đó các bạn thấy được là lúc nào SCC cũng nói là spot ETF đó quá nguy hiểm không cho thông qua tại vì sợ làm giá vân vân. Những gì mà chúng ta cũng đã từng nói đến là cái lập luận đó nó không có uh, logic chút nào hết, tại vì các bạn thấy là không những chúng ta bây giờ đã có futures ETF nghĩa là giá của cái cổ phiếu này là dựa theo giá future chứ không phải là giá spot mà trong khi giá future lại dựa vào giá spot thì nếu như mà nói là giá spot nguy hiểm có nhiều sự làm giá trong đó thì giá future ra sao của bạn cho nên các bạn thấy được là SEC cho thông qua một phần nhưng mà là không cho à, thông qua phần còn lại À, và hôm nay đó không những là như vậy còn cho thông qua một cái ETF đòn bẩy dựa trên giá của future các bạn nó có cái sự dao động còn nhiều hơn nữa cho nên nhiều người nói là tới bây giờ nếu như mà SEC không cho thông qua spot ETF thì uh, lý do là gì người ta cũng không hiểu luôn tại vì nếu nói là nguy hiểm thì nhiều người cho là future sẽ nguy hiểm hơn spot rất là nhiều nhưng mà hôm nay chúng ta thấy được là đây là cái ETF được thông qua thật ra SEC sẽ không có nói là cho thông qua đồng ý không đồng ý đâu Cái cách làm của SEC các bạn đã biết Trước đây khi chúng ta nhìn những cái future ETF thông qua là họ sẽ không nói gì hết Nếu như mà đến hạn rồi họ không nói gì hết Sau 240 ngày thì lúc đó các bạn sẽ thấy được là coi như là họ đã chấp thuận Và sẽ bắt đầu giao dịch và dưới thật không biết đó Thì cái ETF này sẽ bắt đầu giao dịch vào thứ ba của tuần sau và có một số bạn hỏi thường đó là có phải là cái cuộc đấu nhau giữa Elon Musk và Mark Zuckerberg đã cancel, hủy bỏ hay không thì không phải đâu các bạn Chúng ta thấy được là có một số những cái thông tin như là ngày hôm qua đó thì May Musk, nghĩa là mẹ của Elon Musk đã lên mạng nói là cái trận đánh này đã cancel Nhưng mà thật ra hồi sáng này các bạn thấy được là Elon Musk vẫn comment bên dưới cái video thường đã chia sẻ với các bạn ngày hôm qua Trên màn hình các bạn thấy được đây chính là Dana White, nghĩa là chủ tịch của UFC nói là đã nói chuyện với lại Elon Musk và nói chuyện với Mark Zuckerberg và cả hai người đều rất là nghiêm túc với trận đấu này. Hồi sáng này Elon Musk vẫn chia sẻ ra dấu hiệu là trận đấu này sẽ diễn ra. Một điều nữa các bạn nên hiểu đó, à, chúng ta thấy được là mẹ Elon Musk đang chơi chữ ở đây. Cái từ cancel như các bạn thấy trên màn hình đó, actually I cancel the fight. Cái từ cancel này đó cũng có nghĩa là tẩy chay mà nhiều lớp trẻ bây giờ sử dụng cancel là tẩy chay các bạn cancel đương nhiên là hủy bỏ đó là cái ý nghĩa chính của cancel nhưng bây giờ nhiều người dùng từ cancel như là tẩy chay thì ý nghĩa của câu này đó là Memes không đồng ý và sẽ tẩy chay cái cuộc đấu này và sẽ nói như vậy cho đến khi nào cuộc đấu này thật sự là bị cancel bị hủy bỏ và elon musk cũng chưa lên tiếng nói sẽ, sẽ hủy bỏ cái uh, cuộc đấu này còn ở bên uh, mark zuckerberg thì các bạn đã biết là những cái nhà báo họ đã gọi đến và nói chuyện với lại phát ngôn viên chính thức của công ty maida thì uh, cũng đã chia sẻ là những gì trên mạng đã nói lên tất cả rồi có nghĩa là những gì trên mạng là sự thật bên mark zuckerberg rất là có hứng thú với cuộc đấu này và đã sẵn sàng Alan Musk thì chúng ta chưa biết bây giờ vẫn là dấu hiệu là sẽ chấp nhận cuộc đấu này, nhưng mà khi mà có thông tin mới nhất thì sẽ chia sẻ với các bạn. Còn à, các bạn thấy được là bây giờ đó thì hầu như những bài báo lớn đều nói về cái sự kiện này và các bạn thấy là ước tính đó, nếu như mà cái trận đấu này xảy ra thì trên màn hình các bạn thấy là Dana White à, chủ tịch UFC nhìn thường dự chia sẻ và bên tay trái chính là Mark Schenberg, nếu như trận đấu này xảy ra đó thì à, có thể thu vào cái doanh thu tiền bán vé đó có thể lên tới là 1 tỷ đô la các bạn à, Và đây là bán vé để người ta tới xem mà thôi Còn các bạn thấy được là những người mà ở nhà người ta muốn xem đó Thì người ta phải trả tiền trực tiếp vào cái ứng dụng người ta sử dụng để mà xem Thường đó thì những cái trận đấu UFC sẽ trả khoảng chừng 80 đô để được xem à, Nhưng mà trận đấu này đã đi là ngoài nghĩ là có thể chạc tới là 100 đô để xem hai người này đấu với nhau các bạn đây là cái trận đấu đầu tiên chúng ta thấy là có hai tỷ phú nổi tiếng đấu với nhau và thống kê đó trước đây một cái cuộc đấu nổi tiếng đó chính là Conor McGregor uh, và Floyd Mayweather cuộc đấu này đó, đã diễn diện vào năm 2017 uh, và lúc đó, đó hai người này đã có thể kiếm được doanh thu là 600 triệu đô la cho UFC thì cái uh, trận đấu này uh, giữa Mark Zuckerberg và giữa Elon Musk có thể thu vô được nhiều hơn là chuyện rất bình thường mà thôi Tại vì không những là những người mà yêu thích UFC sẽ xem Mà những người mà không yêu thích UFC cũng sẽ xem được các bạn Tại vì đây là Elon Musk và Mike Zuckerberg Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới một cái thông tin Thường cảm thấy là cũng rất là thú vị Tại vì chúng ta đã thấy trên màn hình đây là thượng nghị sĩ Cynthia Lomas à, Để hương chia sẻ một cái clip ngắn với các bạn Rồi Thượng sẽ chia sẻ ý nghĩa của cái clip này trong cái clip này đó chúng ta thì được là thượng nghị sĩ Saint Thomas à, đã nói về một số điều nhưng mà chúng ta chỉ xem cái phần nói về SEC và Coinbase về SEC và Binance mà thôi à, thì thường đó các bạn thấy được thượng nghị sĩ nào là thượng nghị sĩ đó cực kỳ ủng hộ crypto luôn là một trong những thượng nghị sĩ mà đã hỗ trợ thị trường rất nhiều quốc hội ở Hoa Kỳ nhưng mà chúng ta thấy được là khi nói về Coinbase đó, thì uh, thượng nghị sĩ Saint Thomas uh, nói là quyết định kiện Coinbase của SEC là sai nhưng mà còn về kiện Binance US đó, thì uh, hầu như Cynthia Lumis lại đồng cảm với quyết định của SEC. À, các bạn thấy được như là có một thế lực nào đó, có một ai đó muốn Binance US biến mất khỏi Hoa Kỳ và Coinbase trở thành một phần của phố Wall. Đó là điều mà Thuận nhận ra được sau khi mà đọc những thông tin gần đây. Thuận chia sẻ cái phần này với các bạn. Assets, creating a regulatory framework, we have seen the SEC take some aggressive action against Binance as well as Coinbase, charging them with operating as an unregistered illegal securities exchange has those recent actions have those increased the urgency for some regulatory framework within congress and could we potentially see an updated version of the bill that you introduced last year coming in the weeks ahead Yes, you will see. Cái phần này đó thì cái người phỏng vấn hỏi là những gì xảy ra gần đây với SEC và Binance Coinbase thì có phải là động lực để cho quốc hội nhanh chóng bỏ phiếu cho một cái luật crypto hay không? Và năm vừa rồi đó thì thượng nghị sĩ Sintholomus cùng với lại Judy Brand hai thượng nghị sĩ này cũng đã đưa ra một cái luật crypto rất là bao gồm cả thị trường này và chúng ta hay được là tới bây giờ vẫn chưa nghe tin tức gì thì thượng nghị sĩ Sintholomus nói là trong vòng vài tuần tới đây thì sẽ bắt đầu có một phiên bản mới của dự luật đó và sẽ được bỏ phiếu của quốc hội để có một luật rõ ràng cho crypto ở Hoa Kỳ. Uh, version of the Responsible Financial Innovation Bill. You'll see it in about two or three weeks. I was hoping you'd see it before the 4th of July, but Ledge Council has had to push it onto the back burner in order to address some issues that are uh, very much on the front burner. Uh, but you'll see it soon. It beefs up the consumer protection uh, components of the bill. Uh, we're trying to address the illicit use of digital assets. Uh, so there's enough personnel uh, and authority to address the illicit use. Uh, we're still preserving the Howey test, but finding what we hope are clearer guidelines between what is a commodity and what is a security. We're adding a uh, self regulatory organization on top when new uh, technologies come along uh, that can have uh, regulators and industry leaders in the room uh, to help figure out uh, how to shepherd them through a regulatory process. I understand why the SEC might have Hồi uh... nãy giờ thì uh, thường như Cynthia Lomas nói là cái uh, dự luật này đó sẽ làm rõ ràng hơn. Đương nhiên cái uh, cách mà biết kia để chứng khoán thì không phải đó. Đó chính là cái cách thử nghiệm How We Test thì uh, vẫn sẽ là một trong những cái trụ cột của SEC, trụ cột của luật chứng khoán. Nhưng mà cái dự luật này đó sẽ uh, thêm vào một số những cái điều khoản khác để có thể uh, dễ dàng phân biệt được token nào là chứng khoán, token nào là hàng hóa và nếu các bạn nhớ đó thì cái phiên bản trước đó của dự luật này thường đã chia sẻ chi tiết với các bạn cái tên khoảng chừng một năm đó thì trong luật này đó nó nói hai điều các bạn. Một điều đó là nó nói là phần lớn của những cái token là chứng khoán thì mới nghe cảm thấy được là wow, cái luật này giống như là ủng hộ SEC nhưng mà thực sự không phải đâu các bạn. Ngược lại đó thì nói là có một số à, những cái đồng không phải là chứng khoán và nó thường là những cái đồng mà có vốn hóa lớn hơn thì các bạn đã biết là trong thị trường crypto này đó có tổng cộng bây giờ 9961 token nhưng mà các bạn đã biết là về vốn hóa đó thì hầu như là thấp 10 thấp 20 đã hoàn toàn chiếm hết vốn hóa rồi nếu như mà thượng nghị sĩ Sintholomus nói là những đồng mà có vốn hóa lớn đó thường là những đồng không phải là chứng khoán À, thì chẳng khác gì nói là SEC có thể quản lý cả ngàn những cái token còn lại nhưng mà nó cũng không có ý nghĩa gì hết tại vì vốn hóa cực kỳ thấp luôn chẳng khác gì nói là SEC quản lý một phần cực kỳ nhỏ của thị trường này trong khi CFTC quản lý cái phần lớn hơn à, không biết là cái phiên bản mới nhất của luật này sẽ ra sao nhưng mà bây giờ đó thì uh, thượng nghị sĩ Cynthia sẽ nói về cảm nghĩ của bà ta liên quan tới SEC kiện Coinbase và kiện Binance. Chosen uh... To use a regulatory action with regard to Binance. That is not a domestic company and it's very large. But I'm scratching my head about why they would do that with Coinbase. We know that Coinbase went to the SEC and asked for guidance on how to comply with SEC regulations. And they did not get an adequate response and then were slapped with an enforcement action. các bạn đã nghe rồi đó về Binance, mới hiểu tại sao SEC lại đi kiện Binance, tại vì Binance không phải là một cái công ty bắt nguồn từ Hoa Kỳ nhưng mà còn về Coinbase thì bà ta nghĩ SEC đã sai rồi, tại vì Coinbase lúc nào cũng muốn làm việc à, theo luật của Hoa Kỳ, không biết tại sao SEC lại không muốn làm việc chung với lại Coinbase mà lại quay đầu đi kiện Coinbase như vậy đó là cái suy nghĩ của thượng nghị sĩ Lumas cho nên thùng mới nói là đây là một trong những người mà cực kỳ ủng hộ crypto đã biết bao nhiêu lần cho quốc hội nơi đợi crypto các bạn nhưng mà tới bây giờ đó thì nhìn như là Cynthia cũng muốn bài US biến mất ở Hoa Kỳ và Coinbase sẽ là sàn lớn nhất của Hoa Kỳ tiếp tục trở thành một phần của phố Wall như là những gì đang xảy ra hiện tại rồi nói tới SCC đó thì các bạn đã biết là SCC cũng đã để đơn kiện BlockFi nói là sản phẩm BlockFi là chứng khoán vân vân và BlockFi cũng là khai bởi phá sản rồi thì SCC bây giờ đó nói là họ sẽ hoãn lại khoản tiền phạt 30 triệu đô la cho BlockFi cho đến khi mà BlockFi trả hết cho các chủ nợ hiện tại Cách hơn một năm đó thì uh, SCC đã phạt BlockFi tầm cộng nhớ là 99 triệu 100 triệu đó con số cực kỳ lớn luôn và BlockFi đã đóng một số lượng uh, tiền rồi các bạn bây giờ họ còn nợ là, là khoảng 50 triệu thì uh, trong 50 triệu còn lại đó thì uh, họ đã trả 20 triệu bây giờ họ vẫn nợ 30 triệu cho SCC Bây giờ BlockFi đã khai bởi phá sản rồi Nếu như mà SCC cứ đi đòi số tiền này Mà số tiền này uh, trả cho SCC sẽ không có để trả cho những cái chủ nợ Như là những cái nạn nhân khác Thì SCC cũng uh, sẽ bị chỉ trích tới các bạn Cho nên SCC bây giờ nói là ok bây giờ thì uh, cứ trả trước cho những nạn nhân đi Như bao nhiêu thì uh, mới trả lại cho SCC Dạo này SCC cũng thông cảm với các bạn rồi chúng ta thấy được là Winklevoss Twin có nghĩa là hai năm sinh đôi của Winklevoss sàn Gemini đó thì uh, cũng đã chính thức ra mắt Ethereum Staking ở Duyên Quốc Anh rồi các bạn Các bạn đã nhớ là gần đây đó, Thường nhớ là Gemini cũng đã ra mắt sản phẩm Staking Thường nhớ là ở Switzerland hay gì đó Thụy Sĩ Hôm nay lại có thông tin là sàn này lại tiếp tục phát triển bên ngoài Hoa Kỳ và sẽ cung cấp dịch vụ staking cho Ethereum ở nước Anh các bạn công ty tài chính lớn mà muốn stake Ethereum những người có tiền thì có thể stake thông qua một cái chương trình gọi là Gemini Staking Pro đây cũng ít nhiều gì cho các bạn thấy được là cái nhu cầu để mà tiếp cận được với Ethereum staking đến từ những cái tổ chức lớn đó thì không hề nhỏ đâu tại vì đương nhiên các bạn thấy những tổ chức lớn họ đang lưu trữ rất là nhiều ethereum thì không lẽ họ cứ lưu trữ như gì mà không là gì hết các bạn đương nhiên là họ muốn lưu trữ Ethereum chờ ngày Ether lên giá hay là dùng Ether để làm cái gì đó tham gia vào DeFi hay là họ muốn đưa ra một cái dự án nào đó nhưng mà trong lúc lưu trữ cái số lượng này họ cũng muốn có lợi nhuận và nếu muốn có lợi nhuận đó thì an toàn nhất bây giờ là phải tham gia vào Ethereum staking và Gemini đã cung công tiền vụ này cho những người có tiền ở nước Anh. Và chúng ta nói tới một cái thông tin khác nữa thì ngược lại chúng ta thấy là Binance lại gặp một sự cố nữa các bạn. Đó chính là cơ quan quản lý FSMA của nước Mỹ đã yêu cầu Binance ngừng ngay lập tức các dịch vụ crypto tại nước Mỹ, có nghĩa là tại Belgium. Thì tại sao vậy các bạn? Thường cũng đã đọc cái thông tin chính thức được chia sẻ bởi uh, FSMA ở nước Mỹ để hiểu rõ hơn là tại sao. Thì thật ra đó trong bài bản này họ cũng không có cáo buộc sàn Binance là làm cái gì liên quan đến là phạm pháp hết. Họ chỉ nói đơn giản là sàn Binance là một sàn mà có những công ty uh, liên quan. Những công ty này đó là cung cấp những cái dịch vụ trên sàn Binance mà nó không có nằm ở trong cái khu vực họ gọi là European Economic Area, nghĩa là khu vực hành chánh của châu Âu à, và dựa theo quy định hiện hành đó, thì à, nếu như là một công ty mà không nằm trong khu vực này mà cung cái dịch vụ cho nước Mỹ à, thì à, không đúng quy định cho nên bây giờ họ đã ra quy định là Binance cần phải ngưng tất cả hoạt động đó là điều mà tôi muốn chia sẻ đây với các bạn hầu như là ngày nào chúng ta cũng nhận được thông tin liên quan tới Binance gần đây hết nó giống như à, cái thời điểm gì các bạn nhớ không? Nó giống như cái thời điểm năm 2018 đó Khi mà mỗi một ngày đều có một quốc gia nói crypto À, này crypto nọ nói là có ý định cấm crypto có ý định hạn cho crypto mỗi ngày một quốc gia các bạn đã nhớ thì điểm đó nó cực kỳ mệt mỏi luôn thường cảm thấy cái điều tương tự đã xảy ra với lại binance binance bên trong như thế nào tôi đương nhiên không biết rồi tôi đâu có phải là người làm việc cho sàn binance đâu mà biết nhưng mà cái mà tôi muốn nói đây đó là có cái sự giống nhau và thuần quang thôi có lòng tin năm 2018 lý do tại sao mà thông tin nó không ra một lúc mà mỗi một tuần mỗi vài ngày lại nói tới cái quốc gia này quốc gia kia muốn cấm crypto để gây ra sự chán nản và đau đớn tuyệt độ để cho mọi người rời khỏi thị trường này giá cả đi xuống rồi đương nhiên sẽ có người trục lợi các bạn sẽ có người thu mua được ở mức rẻ hơn thường cảm thấy lần này nó cũng có sự tương tự như vậy khi nào mà có thêm thông tin về sàn binance sẽ chia sẻ với các bạn À, và chúng ta hãy nói tới một trong những người các bạn cực kỳ yêu thích Chỉ chính là Jim Cramer các bạn Jim Cramer đó giống như là trong vòng mấy tháng qua thì liên tục tấn công crypto nhưng mà ngày hôm qua không biết tại sao lại chia sẻ một cái thuyết này giống như đứng chính lại nói là Jim Cramer không có ý chống lại crypto ông chỉ chống lại các crypto lừa đảo mà thôi nhưng mà các bạn đã nhớ là mới tương vừa rồi thôi đừng nói là xa quá trên cbc jim Cramer đã gọi Cardano đã gọi solano tất cả đều là lừa đảo hết thì nếu như mà dựa theo lời nói của jim Cramer đó ông ta nói là chỉ chống lại những crypto lừa đảo chỉ còn những crypto bình thường thì sẽ không có ý định chống lại và ông ta cũng là người đã từng kiếm được lợi nhuận đến từ crypto thì hãy xem coi những đồng nào mà jim mà nghĩ nó lừa đảo các bạn để thường cho các bạn xem một cái video ngắn này Trong video này đây chúng ta sẽ thấy được Jim Cramer gọi tên hầu hết tất cả các đồng luôn các bạn ngoại trừ bịt không giờ tìm ra Cardano, Solana, Matic tất cả đối với Jim Cramer đều là lừa đảo hết Đây thường cho các bạn xem cái clip này Solana, created by Solana Labs ADA, native token of Cardano MATIC, uh, native token of Polygon FIL, the native crypto asset of the Philcon Network ADAM The native crypto asset of the Cosmos Hub, SAND, created on the SAND Ethereum San, blockchain. Adam Cadano, Magic, this decentralized Algo, the Algo, native token of the Algorand blockchain. Axie Infinity, Axie Infinity. Shards, <laughs> another Ethereum token. <laughs> Cody, a native Cody of the blockchain. These are all poppycock. If you're in them, you're a fool. <cười> <cười> tất cả những cái đồng mà Jim Carrey new tên các bạn tất cả. đều là những cái đồng lừa đảo hết. Nếu như mà đầu tư đó là các bạn là một người ngu thì nếu như mà Jim mà nghĩ à, tất cả những đồng như là Cardano, Solana, à, Polygon, tất cả những đồng này đó đối với Jim Kham là lừa đảo thì các bạn nghĩ những đồng bên dưới này Jim Kham nghĩ như thế nào? Cho nên, chẳng khi nói là ngoại trừ BTC và Ethereum ra thì à, tất cả đều là lừa đảo hết. Nhưng mà điều này là điều tốt đó các bạn, một ngày nào đó nếu là Jim mà nói là all in crypto thì chúng ta cũng nên nghĩ đến chạy đi các bạn. <laughs> Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thùng hy vọng là các bạn nhìn được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thùng Capital thì có thể bấm vào cái link trên mình dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX hay là Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà muốn sử dụng sàn giao dịch tên thì chỉ nên dùng để mà dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung nhưng mà nào mà con thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi. Đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa. Nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.